Bạn diễn của Trường Giang khóc nức nở khi được ông xã quỳ xuống cầu hôn. Lâm Phỉ Dạ xúc động khi được Hứa Minh Đạt cầu hôn lại vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Mới đây, nữ diễn viên hài Lâm Phỉ Dạ đã tổ chức buổi giao lưu với người hâm mộ thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên hài bất ngờ khi có nhiều khán giả yêu thương và theo dõi cô trong những năm hoạt động nghệ thuật vừa qua. Trong buổi giao lưu của Lâm Phỉ Dạ còn có sự xuất hiện của ông xã Hứa Minh Đạt. Đặc biệt nhất là anh còn bất ngờ quỳ gối cầu hôn lại vợ. Anh bật mí. Đây cũng là dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới của cả hai. Sau khi dành cho vợ nụ hôn ngọt ngào, anh hứa sẽ yêu Lâm Phỉ Dạ 100 năm. Trước tình cảm và những lời nói yêu thương của chồng, Lâm Phỉ Dạ đã bật khóc. Cô khẳng định gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để cô làm nghề. Lập gia đình và sinh con khi mới bước chân vào nghề, chưa ghi được nhiều dấu ấn với khán giả, khiến kinh tế của hai vợ chồng trẻ gặp khó khăn và mọi gánh nặng đè trên vai Hứa Minh Đạt. Vì vợ con, Hứa Minh Đạt xác định trong đầu lúc ấy bản thân là lính đánh thuê. Nơi nào có vai diễn và kiếm được ra tiền thì anh sẽ bất chấp làm để vun đắp tổ ấm nhỏ của mình. Mỗi lần nhắc lại thời gian sinh con, cặp đôi đều rưng rưng xúc động. Lâm Phỉ Dạ kém Hứa Minh Đạt 7 tuổi. Theo tiết lộ của Hứa Minh Đạt, anh quen biết vợ tại trường sân khấu điện ảnh. Cả hai từng có duyên thể hiện vai vợ chồng cho một tiết mục biểu diễn. Thời điểm đó, Hứa Minh Đạt chỉ xem Lâm Phỉ Dạ là đàn em và khuyên vợ lo học đi. Hẹn hò được hơn một năm, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đã 8 năm kể từ ngày Lâm Phỉ Dạ, Hứa Minh Đạt về chung một nhà. Nhưng đằng sau một cặp đôi diễn viên hài chọn cách lao động nghệ thuật có tâm, nỗ lực hết mình với công việc. Lâm Phỉ Dạ chia sẻ, tài sản lớn nhất của vợ chồng là hai cậu con trai ngoan ngoãn, bánh mì và xá xị. Tái xuất nhanh như chớp, Lê Giang cướp vai MC của Trường Giang, hỏi vặn khiến Lâm Khánh Chi đổ lời. Trở lại với vai trò người chơi của Nhanh Như Chớp, danh hài Lê Giang gây chú ý với màn cướp mic MC của Trường Giang. Trong số phát sóng mới nhất của chương trình Nhanh Như Chớp cùng với Diệu Nhi và Lâm Khánh Chi, Lê Giang đã mang tới cho khán giả những tràng cười sảng khoái nhờ phong cách lầy lội của mình. Tuy gặp không ít khó khăn trong những câu hỏi mèo của chương trình, nhưng nữ danh hài vẫn gây chú ý bởi sự hài hước. Cô nắm tay cổ vũ nữ ca sĩ chuyển giới, sau đó Lê Giang còn yêu cầu Trường Giang cho mình thử sức với vai trò MC. Không chỉ vui vẻ nhận lời, danh hài xứ Quảng còn thị phạm cho đàn chị cách đứng đúng vị trí và cách đọc câu hỏi. Làm người dẫn chương trình trong giây lát, nhưng Lê Giang đã kịp làm khó Lâm Khánh Chi với phần kiến thức nấu ăn uyên bác. Ở câu trả lời liên quan đến ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên, nữ diễn viên tỏ ra nghiêm khắc và không giấu được vẻ sung sướng khi đàn em không đưa ra được câu trả lời đúng. Trước Lê Giang, hiếm có một ngôi sao nào có gan cướp micro từ tay MC Trường Giang. Cuối cùng, Hương cũng chịu lột xác, mặc đồ cực gợi cảm, công nhìn thấy chỉ có nước cầu xin quay lại. Lê Phương khiến nhiều người đứng hình khi khoe làn da trắng mịn, vóc dáng đẹp miễn chê trong bộ ảnh mới. Đi cùng với sức nóng bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, diễn viên Lê Phương hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Sau nhiều lận đận trong tình duyên, cô được đạo diễn Donnie đóng giày cho vai Hương, một người phụ nữ tảo tần chịu thương chịu khó, nhưng có cuộc đời bi đát khi bị mẹ ruột ghẻ lạnh và chồng phụ tình. Khóc nhiều trên màn ảnh là vậy, nhưng ngoài đời Lê Phương lại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như mơ và bao người thầm ao ước. Dường như có cuộc sống ấm êm nên Lê Phương ngày càng trẻ ra và xinh đẹp lên nhiều. Mới đây, người đẹp Trà Vinh gây chú ý khi tung bộ ảnh gợi cảm hết nức trong những bộ trang phục hiện đại. Trái ngược với Hương, Lê Phương ngoài đời sở hữu gu thời trang tinh tế và luôn biết cách nâng tầm giá trị của bản thân. Bộ ảnh mới của bà xã Trung Kiên nhận về hàng tá lời khen có cánh từ cư dân mạng. Lê Phương khoe vẻ gợi cảm hết nức đốn tim cư dân mạng. Nụ cười tươi rói có lẽ là điểm sáng lớn nhất trên gương mặt của Lê Phương. Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Lê Phương hài lòng với cuộc sống bình yên bên người chồng kém 7 tuổi Trung Kiên. Bà mẹ một con được khen ngợi ngày càng trẻ và đẹp ra trông thấy. Thời gian qua, Lê Phương gây chú ý khi hóa thân thành công vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Vợ chồng Lê Phương vẫn đang có kế hoạch, chưa dự định có em bé. Cận cảnh căn biệt thự hoành tráng của vợ chồng MC Ốc Thanh Vân khá kín tiếng trong chuyện khoe tài sản. Ốc Thanh Vân làm mọi người ngỡ ngàng vì không gian sống của tổ ấm ở hiện tại. Mới đây trên trang cá nhân, MC Ốc Thanh Vân đã chia sẻ những khoảnh khắc mà cô và người thân trong gia đình tụ họp tại nhà riêng để cùng thực hiện ngày giỗ đầu tiên cho bố. Nữ diễn viên tâm sự, hôm nay có gia đình hai bên nội ngoại.
Có các anh chị qua với em cảm ơn gia đình yêu thương rất nhiều. Cảm ơn ba chiến rùa đã chuẩn bị cơm nước theo chuẩn vườn bia. Em nghĩ bố tối nay cũng rất ấm lòng. Dù bố đã mất một năm, nhưng nỗi mất mát trong lòng cô và người thân vẫn chưa thể nào dịu đi được. Mỗi lần nghĩ đến người cha thân yêu, Ốc Thanh Vân luôn nhớ lại nhiều kỷ niệm và rơi nước mắt. Mọi người đều quây quần ăn uống bên nhau trong ngày giỗ của bốn nữ diễn viên. Bên cạnh đó, một số hình ảnh mà cô đăng tải đã phần nào hé lộ về không gian sống của cả tổ ấm. Trước đây, vợ chồng Ốc Thanh Vân và ba Thiên Thần Nhí sống tại một căn hộ cao cấp có diện tích khá lớn, nhưng sau này cô vẫn quyết định xây nhà riêng để thoải mái hơn. Đồng thời, cô muốn có một căn nhà khang trang dành cho bố mẹ. Cận cảnh căn biệt thự mà vợ chồng nữ diễn viên đã dành ra khá nhiều thời gian để xây nên, bên cạnh nhà còn có cả khu vườn rộng rãi. Với diện tích lớn như thế này, Ốc Thanh Vân khá thoải mái khi tổ chức những buổi gặp gỡ người thân và các con cháu. Mỗi căn phòng đều có tông màu riêng, đặc biệt là không gian phòng của con gái Linh Đan được trang trí ngập tràn sắc hồng. Khu vực nhà bếp cũng được lắp đặt với nhiều trang thiết bị hiện đại. Ngoài ra, cô còn dành hẳn một diện tích khá lớn để làm phòng tập yoga. Là người hiếm khi nào khoe tài sản trên truyền thông, nữ diễn viên khiến nhiều khán giả suýt xoa bởi nợ hiện tại của cô. Vừa là một diễn viên tài năng nổi tiếng trên cả sân khấu kịch và phim ảnh, vừa là một MC đắc xô, Ốc Thanh Vân là mẫu hình phụ nữ hiện đại thành công trong công việc. Không chỉ vậy, cô còn gây ngưỡng mộ bởi cô có một gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, ông xã đã phụ giúp cô rất nhiều trong việc chăm sóc cho ba thiên thần để đỡ đần cho vợ. Hạnh phúc bình dị của gia đình nhà Ốc Thanh Vân khiến nhiều người mong mỏi có được. Những cuộc gặp gỡ kỳ lạ và mối lương duyên không ngờ giữa các sao Việt nổi tiếng. Henie và Mâu Thủy, đầu tiên phải nhắc đến đó là bức ảnh Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Henie và Á hậu Mâu Thủy từng chạm mặt nhiều năm trước được lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng nói, Henie lúc ấy vẫn chưa có tên tuổi trong làng giải trí. Cô đi làm nghề PG, nhân viên tiếp thị để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống khó khăn ở Sài Gòn. Còn Mâu Thủy khi đó là người mẫu vừa đăng quang trong cuộc thi Việt Nam Next Top Model. Bức ảnh Henie thời còn chưa nổi tiếng xin chụp ảnh cùng Mâu Thủy. Trước đó Henie cũng từng là thí sinh tham gia cuộc thi người mẫu và lúc ấy Mâu Thủy ngồi ở hàng ghế ban giám khảo. Cho đến thời điểm hiện tại, ít ai có thể ngờ rằng cô nhân viên tiếp thị ngày nào đã trở thành Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, còn Mâu Thủy là Á hậu. Henie là một trong những hoa hậu nhận được sự ủng hộ của khán giả và đang trong quá trình ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Á hậu Mâu Thủy Hồ Ngọc Hà, trong một đoạn hỏi đáp cùng người hâm mộ trên trang mạng xã hội Instagram, Á hậu Mâu Thủy bất ngờ tiết lộ cuộc gặp gỡ kỳ lạ với nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà trước khi cô nổi tiếng. Dù có chỗ đứng khác biệt, nhưng chính câu nói của Hồ Ngọc Hà đã khiến Mâu Thủy nhớ mãi đến ngày hôm nay. Chị nhớ lúc chị là BG đi phát đĩa cho chị ấy, chị xin chụp hình trước show và chị Hà nói với chị một câu khiến chị nhớ mãi. Bình thường chị không chụp hình trước show, nhưng hôm nay ngày vui nên ngoại lệ. Trời lúc đó hạnh phúc thiết tha, rất có động lực luôn. Chị thấy chỉ cần chăm lao động và tử tế với tất cả mọi người xung quanh mình đã là một điều tuyệt vời. Đó là lý do chị Hà đã chiếm lấy trái tim khán giả rất nhiều, Mâu Thủy kể lại. Cũng giống như Henie, đến thời điểm hiện tại Mâu Thủy đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt khi đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Ngoài ra, cô còn là chân dài có tiếng trong làng mẫu Việt. Khác với vị thế vài năm trước đây, giờ đây sự kiện Mâu Thủy đã ngồi chung hàng ghế với nữ hoàng giải trí. Nu Phước Thịnh và Thủy Tiên. Nu Phước Thịnh trở thành ca sĩ và bén duyên con đường ca hát một cách tình cờ. Vào năm 2008-2009, Nu Phước Thịnh đang hát nghêu ngao ca khúc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn trong hậu trường một chương trình thời trang, thì bất ngờ được Thủy Tiên lại bắt chuyện. Nữ ca sĩ khi đó đã nhận ra tố chất của Nu Phước Thịnh, anh được cô mời về công ty để thử giọng và khuyến khích trở thành ca sĩ. Thủy Tiên cũng chính là người dìu dắt cộng tác với nam ca sĩ từ những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc. Nếu không có sự phát triển của Thủy Tiên, Nu Phước Thịnh vẫn sẽ là một người mẫu tin, tốt nghiệp đại học, ra làm một nhân viên văn phòng bình thường như cha mẹ anh mong muốn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với ca sĩ Thủy Tiên đã giúp Nu Phước Thịnh trở thành ca sĩ nổi tiếng showbiz nhất hiện nay. Cho đến nay, nếu Công Vinh là người bạn đời tâm đầu ý hợp của Thủy Tiên, thì Nu Phước Thịnh là người em trai vô cùng thân thiết của cô. Khi mới bắt đầu được biết đến, Nu Phước Thịnh từng chia sẻ, xem Thủy Tiên là thần tượng và là mục tiêu để hướng tới. Hai chị em rất hợp cả, hiểu nhau. Tiên là một bà chị thật sự tuyệt vời, rất hợp cả với Nu từ việc ăn uống cho đến gu âm nhạc. Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh. Vào năm 1998, khi Đàm Vĩnh Hưng chưa được ai biết đến trong showbiz Việt, một lần anh bước chân vào trung tâm ca nhạc nhẹ,
Hoài Linh lúc đó là nghệ sĩ hài hải ngoại rất nổi tiếng mới về nước. Dù rất thần tượng Hoài Linh, nhưng lúc ấy Đàm Vĩnh Hưng lại chọn cách tách nhóm và dọn đồ make up riêng ra một góc. Không nói không đá động gì hết, chính điều ấy đã gây sự chú ý đến danh hài Hoài Linh. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng chạm mặt Hoài Linh. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ, nếu Vũ Hà là người đầu tiên dẫn Đàm Vĩnh Hưng đi hát, thì Hoài Linh chính là bàn tay đem đến hào quang cho nam ca sĩ. Chính Hoài Linh là người đã mang cái tên Đàm Vĩnh Hưng đến với số đông khán giả hơn. Hoài Linh được coi là ân nhân đưa cái tên Đàm Vĩnh Hưng đến với đông đảo khán giả yêu âm nhạc. Mr. Đàm cho biết, anh Linh có giận hờn trách cứ bất cứ điều gì thì Hưng cũng sẽ luôn cúi đầu dạ. Không chỉ là chịu ơn, Đàm Vĩnh Hưng tin tưởng tuyệt đối và tầm nhìn vào cách dạy dỗ của Hoài Linh. Nam ca sĩ tâm tình, ơn của anh Linh lớn đến mức. Ảnh có bảo nằm xuống đánh đòn thì Hưng sẵn sàng làm theo không một thắc mắc. Vị trí đó mãi mãi chỉ thuộc về Hoài Linh mà thôi.